Bulgaria tổ chức bầu cử quốc hội tin từ Sofia. Người dân Bulgaria bắt đầu đi bỏ phiếu với kết quả được tiên đoán là sẽ không có đảng nào có thể chiếm đa số và làm cho quốc gia nghèo nhất của Liên Âu sẽ tiếp tục không có chính phủ. Chính phủ GOP đã phải từ chức trong tháng 2, đang dẫn đầu sát nút với đảng xã hội. Đảng GOP hứa hẹn là kiểm soát tiền nợ, đảng xã hội hứa hẹn chi tiêu nhiều hơn để tạo việc làm. Sau 6 năm gia nhập Liên Âu, sự bất mãn đối với các đảng chính trị gia tăng. Trong quốc gia có 7.3 triệu dân và nạn thất nghiệp đang lên mức cao nhất trong thời gian 8 năm qua. Cử tri Katia Dimitrova nói bà ta đi bỏ phiếu để thực thi quyền công dân, nhưng bà ta nghĩ rằng sẽ phải có cuộc bầu cử thứ nhì trong năm nay. Dưới sự cai trị của đảng GOP, Bulgaria đã giữ được mức nợ thấp nhất để hy vọng gia nhập khu vực đồng Euro, nhưng nền kinh tế hy vọng chỉ tăng trưởng được 1% trong năm nay và lương trung bình của mỗi tháng của công nhân chỉ ở mức là 400 Euro. Đảng GOP đã bị mất uy tín chính trị và tham nhũng. Giới chức an ninh đã tịch thu 350.000 phiếu bầu giả tại nhà in của một nghị viên đảng này. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò mới nhất, đảng GOP sẽ nhận được khoảng 24% số phiếu so với 23.6% dành cho đảng xã hội. GOP vẫn còn đang là đảng chính trị lớn nhất trong nước.